Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Apple Channel, lại là mình đây. Và hôm nay thì mình sẽ mang đến cho tất cả mọi người một điện thoại cực kỳ mới đến từ thương hiệu nhà Poco. Đó chính là chiếc Poco M3 mình đang có trên tay ở đây. Và với chiếc điện thoại lần này đến nhà Poco thì thực sự có rất nhiều điểm khác biệt so với những chiếc điện thoại Poco trước đây. Cũng như đây chính là chiếc điện thoại có một cái dung lượng pin lớn nhất đến nhà Poco. Và chi tiết hơn thì bây giờ các bạn hãy cùng mình bắt đầu video để tìm hiểu nhé. Tuy nhiên thì trước khi bắt đầu video, nếu bạn nào đang quan tâm về những dòng điện thoại của nhà Xiaomi Poco với một cái mức giá là tốt nhất thì có thể tham khảo ngay tại Di Động Việt thông qua đường link ở phần mô tả video nhé. Còn bây giờ các bạn hãy cùng mình bắt đầu thôi. Ok, với chiếc Poco M3 này thì nó chưa chính thức được ra mắt ở Việt Nam đâu, mà mình chỉ đang cầm cái phiên bản trải nghiệm sớm thôi. Đây chưa là phải phiên bản final nhé. Rồi, đây là cái sản phẩm Poco M3, một tông màu vàng quen thuộc của nhà Poco. Các bạn sẽ có chữ Poco M3 và một cái dung lượng pin 6000 mAh được ghi ở mặt trước để cho các bạn biết được đây là một điện thoại có một cái dung lượng pin cực kỳ trâu. Bên cạnh phải, cạnh trái thì nó sẽ là Poco M3 và một số thông tin ở ngay phần cạnh dưới. Và khi mở hộp ra thì bên trong hộp các bạn sẽ có ở đây là một cái ngăn đựng phụ kiện, một cái hộp đựng phụ kiện riêng. Và trong cái hộp này thì các bạn sẽ có là một miếng dán màn hình. Đấy, đây là một cái miếng dán màn hình đặt rời luôn. Tại vì là có nhiều bạn sẽ thích dán cường lực, có nhiều bạn sẽ thích dán phim như này. Thì nếu như bạn muốn dán phim thì có thể là lột nó ra và dán vào máy của người ta. Đây cũng là một cái điểm cộng, tại vì có một số hãng sản xuất thì sẽ không được tặng kèm cái miếng dán này. Sách hướng dẫn sử dụng này. Và các bạn sẽ có ở đây là một cái ốp lưng silicone và nhìn nó khá là xịn sò nha. Ok, đó là về phần hộp phụ kiện. Và ngay bên dưới thì các bạn sẽ có ở đây là chiếc Poco M3 mình đã lấy nó ra trước để trải nghiệm rồi. Và bên trong thì các bạn sẽ có cho mình là bộ cáp sạc nhanh đến từ Xiaomi. Và với bộ cáp sạc nhanh này thì nó sẽ dùng cho mình cái cáp tiêu chuẩn là USB-A to Type-C. Và các bạn sẽ có ở đây là một củ sạc với công suất là 22.5W. Nhưng mà chiếc máy này thì nó chỉ hỗ trợ sạc nhanh với công suất là 18W thôi nhá. Nhưng không sao, Xiaomi tặng sạc 22.5W là mình thấy như vậy cũng là một cái món hời rồi. Tại vì các bạn có thể tận dụng cái củ sạc đó để sạc cho nhiều máy khác nhau. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với chiếc Poco M3 để xem nó sẽ có gì hay ho. Đầu tiên là với chiếc Poco M3 này, khi mình trải nghiệm thì mình thấy nó sẽ có một thiết kế khác biệt hoàn toàn so với những dòng điện thoại của Xiaomi hay Poco trước đây. Tại vì trước đây thì Xiaomi luôn hướng đến những chiếc điện thoại có thiết kế phần khung nhựa này hoặc là khung kim loại và mặt kính. Còn với sản phẩm Poco M3 thì chúng ta sẽ có một thiết kế mặt nhựa hoàn toàn. Tuy nhiên, phần nhựa trên cái sản phẩm Poco M3 thì mình thấy nó hoàn thiện một cách rất là tốt. Cái phần nhựa này nó làm khá là cứng cáp, không hề bị ọp ẹp khi mà mình cầm và mình sử dụng. Và đặc biệt là với cái phần mặt sau của sản phẩm Poco M3 thì nó sẽ làm nhựa giả da. Đây là một cái điều mà mình rất là thích trên những thế hệ Samsung Galaxy S3 thời xưa, tại vì cho một cảm giác cầm nắm rất là tốt. Và bây giờ mình mới tìm lại được trên cái sản phẩm Poco M3 mình đang có ở đây. Với cái bề mặt nhựa giả da này thì nó ít bám lại mồ hôi, dấu vân tay cũng như là những vết bẩn. Cùng với đó thì nó sẽ cho chúng ta một cảm giác cầm nắm là tốt hơn và chắc chắn trong lòng bàn tay hơn. Các bạn muốn có cảm giác cầm nắm tốt nhất thì cũng không cần phải đeo ốp lưng hay là bao da silicone chẳng hạn. Và một cái điểm nhấn của cái sản phẩm Poco M3 chính là thiết kế cụm camera của sản phẩm Poco M3 này. Nó đang khác biệt so với những đối thủ khác đang có trong tầm giá. Như bạn đã thấy thì đại đa số những chiếc điện thoại bây giờ tầm giá từ 2-3 triệu cho đến là hơn chục triệu thì nó đang thiết kế camera hình chữ nhật đặt dọc. Còn với sản phẩm Poco M3 này thì nó vẫn thế. Tuy nhiên nó có một chút cách điệu là cái hình chữ nhật này thì nó sẽ nằm trong một cái hình chữ nhật lớn hơn và nó sẽ là một cái phần cách điệu ở phần mặt sau, tạo ra một cái điểm nhấn về phần thiết kế của sản phẩm Poco M3. Và cá nhân mình thấy thì nó rất là đẹp và khá là độc các bạn ạ. Với chiếc Poco M3 này chúng ta sẽ có rất là nhiều các phiên bản màu khác nhau. Tuy nhiên phiên bản mình mượn được là phiên bản màu đen, còn có phiên bản màu vàng và một phiên bản màu xanh nữa. Thì mình thấy những phiên bản đấy thì nó sẽ đẹp hơn, mà mình không biết là những phiên bản đấy thì có bán ở Việt Nam hay không. Và với cụm camera này thì các bạn sẽ có cho mình camera chính, đó chính là 48 chấm. Nói chung là cũng ổn. Và các bạn sẽ có cho mình camera deep để đo độ sâu trường ảnh là 2 chấm. Và các bạn sẽ có cho mình một cái camera macro là 2 chấm. Như vậy nó sẽ thiếu đi một cái camera ultra wide để chụp ảnh góc rộng, thì mình thấy đây là một cái điểm thiếu sót đang có trên cái sản phẩm Poco M3 này. Nếu như các bạn không dùng nhiều đến camera và đặc biệt là camera góc rộng thì ok, mình thấy camera của sản phẩm này nó vẫn đáp ứng rất tốt cái nhu cầu của người ta. Thì trên màn hình mình sẽ hiển thị một số bức ảnh đã chụp được từ cái sản phẩm Poco M3 này khi mà mình trải nghiệm nhá. Thì mình thấy là với điều kiện đủ sáng thì Poco M3 nó thu lại được cái màu sắc hình ảnh tốt này và chi tiết lên khá là ngon cùng với khả năng xóa phông ổn áp. Nói chung là camera của sản phẩm này nó ok,
chỉ có điểm yếu là không có xóa phông mà thôi. Và các bạn sẽ có một cái logo Poco rất lớn ở phần mặt sau. Ở bên cạnh phải các bạn sẽ có phím nguồn. Phím nguồn này tích hợp cả biếu vân tay luôn nhá. Thì đây là một cái điểm mình khá là thích, tại vì nó sẽ giúp cho cái phần mặt lưng ở phía sau nó không có bị chiếm một diện tích nhỏ bởi cả biếu vân tay, và như vậy nó sẽ đẹp hơn. Bên trên cả biếu vân tay thì các bạn sẽ có ở đây là tăng giảm âm lượng, và tăng giảm âm lượng này thì mình thấy đặt khá là ngắn các bạn ạ. Và cảm giác bấm thì nó chưa thực sự tốt cho lắm. Tuy nhiên thì cái này chúng ta chỉ cần đâu đó tầm 2-3 ngày làm quen là ok rồi. Bên cạnh trái các bạn sẽ có khay SIM. Và đây là một chiếc máy có hỗ trợ 2 SIM rời cùng với khe cắm thẻ nhớ rời luôn, 3 trong 1. Như vậy các bạn sẽ không cần phải hy sinh với khay SIM Hybrid. Và ngay bên cạnh dưới các bạn sẽ có ở đây là mic thoại này. Và các bạn sẽ có cho mình cổng sạc Type-C. Và loa ngoài thì nó sẽ đặt ở ngay cái phần cạnh dưới nhá. Và phần cạnh dưới thì nó sẽ làm hơi phẳng một chút. Bên cạnh trên thì các bạn sẽ có ở đây là jack cắm tai nghe 3.5. Các bạn sẽ còn có cho mình một cái điều khiển hồng ngoại nếu như mình nhớ không nhầm. Và với cái điều khiển hồng ngoại này chúng ta có thể điều khiển được TV, tủ lạnh, khá là hay ho. Và ở bên trên thì các bạn sẽ còn có ở đây là một số cái mic để hỗ trợ khả năng thu âm. Rồi, đó là tổng thể thiết kế mặt sau của cái sản phẩm này. Bây giờ thì mình sẽ đi đến với phần màn hình. Thì với sản phẩm Poco M3 có một điều mình cần chia sẻ với các bạn là đây là một chiếc thoại hướng đến mức giá rẻ của nhà Poco. Thế nên nó vẫn dùng cho mình cái tiêu chuẩn màn hình, đó chính là giọt nước. Thực sự thì giọt nước và nút ruồi thì mình thấy rằng là nó cũng na ná nhau thôi. Nó cũng chiếm một diện tích khá là nhỏ ở trong màn hình hiển thị. Và với sản phẩm Poco M3 này thì nó sẽ có kích thước đó chính là 6,53 inch, đi kèm cho mình cái độ phân giải là Full HD Plus và tấm nền IPS LCD. Thì mình thấy là tấm nền con này khi mà mình nhìn ở một góc tầm là 170 độ hoặc là tầm đó thì nó vẫn nhìn khá là tốt. Và có một điều mình cần chia sẻ các bạn khi mà mình trải nghiệm cái màn hình của Poco M3 là cái màu sắc trên cái màn hình này có vẻ như là nó hơi nhợt nhạt một tí xíu. Chắc là mình đã dùng quen những điện thoại có màn hình OLED hay là Super AMOLED rồi. Và với lại cái phần màn hình của sản phẩm Poco M3 thì mình thấy cạnh dưới của nó tương đối dày nhẹ do đây là màn hình IPS LCD. Còn cạnh trên và cạnh hai bên của nó là rất là mỏng. Và cái phần vị trí camera selfie thì nó sẽ đặt cho mình cái cảm biến với cái số chấm lên đến 8 chấm. Thì cá nhân mình thấy rằng là với camera 8 chấm của sản phẩm này thì gọi video call chụp ảnh đơn giản thì được. Chứ còn nếu bạn muốn mà chụp ảnh selfie làm đẹp thì thực sự là Poco trước giờ không mạnh ở cái mảng này. Ok, bây giờ thì mình sẽ nói đến phần bên trong. Poco M3 sẽ được chạy cho mình cái hiệu đành Android 10. Khi xuất xưởng và mình đã kiểm tra phần mềm mới nhất thì nó đang chạy trên cái phiên bản là MIUI 12.0.1 nha các bạn. Nói chung thì MIUI thì nó có rất là nhiều thứ để các bạn vọc vạch rồi. Từ phần Control Center này, rồi chúng ta sẽ còn có rất là nhiều các thứ hay ho khác thì bạn có thể là vòng vạch sau. Và với phần cứng ấy thì với sản phẩm Poco M3 thì đây là một chiếc điện thoại hướng đến là cái yếu tố tiết kiệm pin và thời gian sử dụng. Thế nên nó không được trang bị cho mình một cấu hình quá mạnh trong tầm giá. Khi chiếc máy này mình dự đoán tầm giá nhé, cái này mình dự đoán thôi chưa có bất kỳ thông tin nào hết, thì nó sẽ dao động tầm là loanh quanh tầm 3 đến hơn 4 triệu đồng một tí. Thì mình thấy đây là một cái mức giá tương đối rẻ cho một chiếc điện thoại như thế này. Thì nó sẽ được trang bị cho mình con chip là Snapdragon 662. Đây là một con chip mà được ra mắt đồng thời với con Snapdragon 460 và Snapdragon 720G. Và với con chip 662 này thì cái hiệu năng của nó cũng tương đồng hoặc là thậm chí nhỉnh hơn một tí so với con chip 665. Và các bạn đã biết là con hiệu năng con chip 665 nó như thế nào rồi. Nói chung thì với một số tựa game đơn giản như kiểu Liên Quân, Free Fire Max, các thứ thì nó vẫn có thể chơi ngon lành. PUBG anh em có thể chơi được ở cái mức là mượt cộng với cao, tức là 30 fps. Và những tác vụ thông thường mình sử dụng hàng ngày thì nó cũng tương đối là ổn áp, và gần như nó cũng không có bị giật lag quá nhiều ở đây. Đương nhiên là với một cấu hình không quá cao thì lâu lâu chúng ta vẫn gặp tình trạng là khựng và giật lag một tí xíu. Tuy nhiên điều này có thể chấp nhận được với tầm giá của em nó. Chiếc máy này sẽ được trang bị cho mình bộ nhớ RAM là 4GB. Mình thấy là đây là một cái dung lượng bộ nhớ RAM đủ dùng, không quá nhiều cũng không quá là ít. 6GB thì nó hơi thừa, mà 3GB thì nó hơi ít. Mình thấy 4GB là hợp lý rồi. Còn bộ nhớ trong thì với phiên bản mình đang cầm trên tay ở đây, nó sẽ có cho mình cái dung lượng bộ nhớ trong là 128GB. Mình không rõ là Poco có bán phiên bản 464 hay không, hay là chỉ bán phiên bản 4128. Thì cái này chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi nhé. Nếu như có phiên bản 464 thì mình tin mức giá của nó còn rẻ hơn thế các bạn ạ. Rồi, và bộ nhớ trong của nó sẽ được trang bị cho mình công nghệ là UFS 2.1 và 2.2 cho phiên bản 128GB. Nói chung là tốc độ đọc ghi bộ nhớ của nó ở cái mức là ổn đấy. Ok, bây giờ thì mình sẽ nói đến cái phần viên pin đi nhờ. Thì chiếc máy này sẽ được trang bị cho mình một cái viên pin lên đến là 6000 mAh các bạn ạ. Một cái viên pin trâu nhất từ trước tới nay của nhà Poco. Và viên pin này thì nó tương đồng so với một số đối thủ khác, thậm chí là nhỉnh hơn đang có trong tầm giá này. Tuy nhiên thì cái sản phẩm là Poco M3 này thì nó có một cái điểm cộng hơn là nó sẽ có cho mình cổng sạc Type-C. Còn đại đa số những con mà có dung lượng pin tầm 6000 mAh đang có trong mức giá này thì nó dùng cho mình cổng sạc micro, thì mình thấy nó hơi bị
kém một tí. Nó sẽ được trang bị cho mình công nghệ sạc nhanh là 18W, thì chúng ta có thể mất đâu đó tầm là 2,5 đến là gần 3 giờ mới sạc đầy viên pin 6000 mAh các bạn ạ. Hôm qua thì mình đã có test rồi và thời gian thực sự là sạc đầy viên pin này nó khá là lâu. Nhưng mà với thời gian trải nghiệm hàng ngày của chúng ta, tầm dùng một ngày thì không bao giờ hết rồi, thì tới tối các bạn chỉ phải cắm sạc và sáng mai các bạn có thể lấy nó đi làm, đi học, đi chơi, thì mình thấy nó cũng rất là ổn áp. Ok, như vậy trong video này thì mình đã review cho bạn về chiếc điện thoại Pocophone M3. Đây là một cái sản phẩm rất là mới đến từ thương hiệu nhà Poco thuộc brand của nhà Xiaomi. Nói chung thì đây là một cái điện thoại mà hướng đến những đối tượng người dùng cần một điện thoại phổ thông thôi, không cần phải cấu hình quá mạnh, cần một chiếc điện thoại có dung lượng pin lớn, cần một cái điện thoại có khả năng hiển thị màn hình ổn áp, cần cho mình một điện thoại có camera cũng được trong tầm giá, và để chạy Grab này hoặc là để dùng hàng ngày thì mình thấy đây là một cái điện thoại rất là hợp lý. Vậy thì bạn nghĩ gì về chiếc Pocophone M3 này, và liệu rằng có mức giá loanh quanh tầm, mình dự đoán thôi nhá, Poco chưa có bất kỳ thông tin nào về giá bán của em nó, mình nghĩ rằng là nó sẽ loanh quanh tầm 4 triệu thì bạn có lựa chọn chiếc điện thoại này không? Đừng quên để lại cho mình một ý kiến nhận xét dưới phần bình luận của video này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Nhớ để lại một like và subscribe nhé. Bye bye. Nói chung con này ngon đấy, pin khủng khiếp luôn. Mình dùng hôm qua giờ mà vẫn còn 5 mấy % pin. Bét thiệt.